Son tiết lộ thay đổi bản thân sau ồn ào ly hôn Diệp, nhẫn cưới ở tay gây chú ý. Sau thời gian ồn ào trên mạng xã hội với thông tin chia tay, đến nay Son và Diệp vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Cho đến mới đây, Son gây chú ý khi lần đầu công khai lộ diện cùng dòng trạng thái lạ. Son và Diệp từng là cặp đôi được dân tình yêu thích. Sau 4 năm yêu nhau, vào đầu năm 2023, cặp đôi đã về chung một nhà trước sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm chung sống, cặp đôi quyết định dừng lại vì bất đồng quan điểm sống. Thời gian qua, cư dân mạng không ngừng đồn thổi những thông tin như đàn gái ngoại tình, đàn trai thay đổi dẫn đến chia tay khiến cuộc sống của Diệp và Son dường như đảo lộn. Dù nhiều lần đính chính vì những tin đồn thất thiệt, nhưng thị phi vẫn liên tục bủa vây cả hai. Mới đây, tối ngày 12 tháng 4, sau gần một tháng tuyên bố đường ai nấy đi, Son đã có động thái gây chú ý trên trang TikTok cá nhân. Theo đó, anh chàng cập nhật hình ảnh mới nhất của bản thân, tân trang, diện mạo. Đồng thời, Son còn chia sẻ về những ồn ào trước đó. Thời gian qua, bạn đã phải chịu đựng quá nhiều và bạn nhận ra bạn chưa từng quan tâm bản thân mình. Trong loạt ảnh được chia sẻ, Son gây chú ý khi check-in tại một salon tóc để làm mới bản thân. Diện mạo mới của chàng hot TikToker nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Trong phần bình luận, ngoài những lời khen về ngoại hình hiện tại, đa số các ý kiến đều mong muốn Son và Diệp có cơ hội quay lại, bởi trước kia cả hai từng là cặp đôi ngọt ngào, được nhiều người quý mến. Đáng chú ý, nhiều người còn tinh ý nhận ra điểm đặc biệt trong những bức hình mà Son chia sẻ. Theo đó, chiếc nhẫn cưới với Diệp vẫn được anh chàng đeo trên tay. Chi tiết này làm nhiều fan không khỏi hào hứng vì tin rằng cả hai vẫn chưa thực sự ly hôn, vẫn có cơ hội để yêu lại từ đầu. Tuy nhiên, vui chưa được bao lâu, trong số những tấm ảnh đó có một khoảnh khắc chiếc nhẫn cưới đã mất hút trên tay Son. Hiện cộng đồng mạng cũng tỏ ra hoang mang không biết sự tình thế nào, mối quan hệ hiện tại của Son và Diệp ra sao. Trước đó, từng có tin đồn nhà gái phản bội nhà trai nên cặp đôi không thể cùng nhau nắm tay nhau bước tiếp. Nói về vấn đề trên, Son khẳng định vợ cũ không ngoại tình, chia tay không phải vì người thứ ba. Anh viết, mình xin đính chính là Diệp không ngoại tình nha. Thời gian vừa qua, mình và Diệp có rất nhiều bất đồng về quan điểm sống và hiện cả hai đang cho nhau thời gian suy nghĩ và thay đổi tốt hơn. Nếu còn duyên, ắt sẽ tự tìm về với nhau. Về phía Diệp, cô nàng dùng kênh TikTok riêng là Diệp không chổi có hơn 1,7 triệu người theo dõi, đăng tải lại ảnh chụp màn hình những tin đồn viết về mình, bức xúc lên tiếng. Mạng xã hội thật đáng sợ, gì cũng vẽ ra được, gì cũng biến tấu, tôi xin phép off một thời gian. Cô nàng chia sẻ thêm, Diệp chỉ có duy nhất tài khoản tích xanh này, trong thời gian tôi off mạng xã hội, mong những người yêu thương tôi không bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch, Diệp cảm ơn. Thời gian gần đây, Son Diệp tuy không tương tác với nhau trên mạng xã hội, trong cặp đôi vẫn được cho là liên tục đang trạng thái ẩn ý về đối phương, thậm chí dùng mạng xã hội để đối đáp với nhau. Hiện chuyện tình cảm của cặp đôi này vẫn khiến dân tình vô cùng tò mò. Diệp và Son, cặp đôi hot TikToker với những content yêu đương nhí nhảnh, Son và Diệp nhận được sự quan tâm lớn và chúc phúc của dân tình. Son tên thật Trần Minh Sơn Anh, sinh năm 1998, sở hữu kênh TikTok có hơn 4,3 triệu người theo dõi. Còn Diệp tên thật Bùi Thị Bích Diệp, sinh năm 1999, chủ kênh TikTok có hơn 1,7 triệu người theo dõi và được biết đến nhiều hơn với biệt danh Diệp không chổi.